Nửa đầu của đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew đã thuật lại sự kiện Maria Magdalena và Maria đến thăm mộ Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng ra thăm mộ phần người thân là ông bà, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con cái hay là anh chị em, bạn hữu của chúng ta. Thế thì thưa quý ông bà, anh chị em, việc đi thăm mộ của các bà trong câu chuyện tin mừng năm xưa và việc đi thăm mộ của mỗi chúng ta ngày hôm nay nói lên cái điều gì? Lý do tại sao chúng ta lại đi thăm mộ người đã qua đời? Và rồi mỗi lần đi thăm mộ trở về, chúng ta thường mang trong lòng mình cái tâm tình nào, cái thái độ nào, hay là một cái bài học cụ thể nào cho cuộc đời của chúng ta? Có hai bài học rất cụ thể dựa trên hai thời điểm trước và sau khi các phụ nữ đến viếng mộ Chúa. Thưa cộng đoàn, chúng ta thấy trước khi đi viếng mộ thì như bao người khác thường khóc thương tiếc nhớ người thân của mình đã ra đi. Các chị em họ hàng nghĩa thiết với Chúa cũng mang trong cái lòng mình nỗi buồn thương tiếc nhớ một người thầy, một người bạn, một người anh em đã làm biết bao điều tốt đẹp, đã giảng dạy biết bao lời hay lẽ phải, đã luôn sống hết mình với mọi người mà rồi ngày nay không còn hiện diện trên cõi đời nữa. Và thưa anh chị em, cũng vậy, như những người nghĩa thiết với Chúa Giêsu năm xưa thì ngày hôm nay chúng ta cũng về bên mộ phần của những người thân là cha, là mẹ, là vợ hoặc chồng, là con cái, hay là anh chị em, là bạn bè, là những người đã làm ơn làm phúc cho chúng ta. Những người đã qua đời cách đây lâu năm, hay có những người mới chỉ qua đời cách đây vài tháng, vài tuần, vài ngày. Tất cả họ cách này cách khác đều để lại trong lòng chúng ta những cái ký ức không bao giờ phai, hay là những cái kỷ niệm quý giá mà có lẽ chúng ta khó lòng quên đi được. Kinh nghiệm của một bạn trẻ trong cái câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta cảm nhận rất rõ cái điều đó. Bạn trẻ ấy viết lại như thế này: mới đây một tài khoản đã đăng tải video ghi lại cảnh một người mẹ già, mái tóc đã bạc phơ, miệng móm mém, khóc không thành tiếng, đứng bên chiếc xe của con trai mình. Theo chủ tài khoản thì chủ nhân chiếc xe là bố của bạn đó. Chú mất được hơn một năm rồi, nhưng nội bạn ấy vẫn không quên đi được và ngày nào cũng khóc. Nay mọi người đem chiếc xe máy cũ của chú ra để lau rửa. Nội nhìn thấy, cứ chạy lại vuốt ve, rồi miệng lẩm bẩm: nó mới đây thôi mà, nó mới đây mà, xe nó còn đây, mà giờ nó đi đâu rồi? Và rồi ở dưới bài chia sẻ đó, thưa anh chị em, có rất nhiều người đã vào bình luận để bày tỏ nỗi niềm với những cái dòng tâm sự như thế này. Đúng đó bạn, con trai mình mất mới hơn một năm. Mỗi lần đốt nhang, mình không bao giờ dám nhìn thẳng vào hình con. Có hôm mình nhìn vào hình, lòng thấy bùi ngùi, tim như thắt lại. Chiếc Honda con mình đi tới giờ vẫn để trong phòng của con. Ai ở trong hoàn cảnh này sống không bằng chết. Hơn một năm rồi, tới bây giờ mình vẫn chưa quên đi được. Rồi một người khác thì cũng bình luận. Đọc những dòng bạn viết mà mình rớt nước mắt. Sau ngày an táng của con, mình mệt mỏi ngủ quên do mấy ngày liền thức lo đám cho con. Lúc thức dậy thấy trời sáng, phóng xuống giường, chạy qua phòng con kêu nó dậy đi làm, thì ông xã mới nói: nó mất rồi mà còn kêu cái gì nữa. Một người khác thì viết như thế này: bố mình cũng mới mất được gần một tháng. Hồi làm đám ma thì bà cứ kiểu bình thường, xong ai cũng bảo bà chả thương bố mình gì cả. Bẵng đi một tuần thì sau đó mỗi ngày bà lại ra nhà mình thắp hương, rồi ngồi bên bàn thờ của bố mà khóc. Có khi đang ăn uống với các bác ngoài nhà xong cũng vào khóc. Có khi trời nắng rất gắt, bà vẫn đội nón ra nhà mình thắp hương cho bố, bởi vì bà bảo nằm ở nhà cứ nghĩ lung tung. Bà cứ nghĩ là bố mày đi làm, tầm 11 giờ sẽ ghé vào nhà bà uống nước,
rồi mới về như mọi khi. Mà sao lâu quá rồi bà vẫn chẳng thấy bố mày về? Thưa cộng đoàn, những cái dòng tâm sự với những cái hoàn cảnh rất đời thường đó cho chúng ta thấy như những người phụ nữ nghĩa thiết với Chúa Giêsu năm xưa đã đi ra mộ kiếm tìm Ngài trong nước mắt, trong buồn đau, thì rất nhiều người trong chúng ta đây cũng đang sống cái kinh nghiệm đó. Khi một người đã gắn bó với chúng ta cả đời, như là chồng hoặc vợ, là cha mẹ hay là con cái, bất chợt bỏ chúng ta mà đi. Và nhiều khi chỉ cần nhìn vào một cái kỷ vật nào đó, như là một cái xe, một cái ghế, một chỗ ngồi, một cái áo hay là một chiếc nhẫn mà người đã qua đi để lại, thì bao kỷ niệm với người thân yêu sẽ chợt ùa về. Và có lẽ nước mắt trên đôi mi của chúng ta lại không ngừng chảy. Quả thực thưa anh chị em, có những nỗi buồn của cuộc sống khiến chúng ta dễ dàng quên đi. Và một vết thương dù có đau đến mấy thì rồi cũng sẽ lành. Nhưng mà người mất đi rồi không có quay về được nữa. Và lúc này đây còn chăng chỉ là một cái nấm mồ lạnh lẽo nơi nghĩa trang này, hay là một tấm ảnh bạc thách trên bàn thờ trong một căn nhà trống trải. Cho nên rất có thể nhiều khi đi xa trở về, có thể ai trong chúng ta đây muốn nghe lời dặn dò của cha, muốn nghe tiếng cảm ràm than thở của mẹ mà cũng không được nữa. Hoặc là có ai đó chỉ mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn đời của mình, ao ước thấy được đứa con của mình đã rứt ruột sinh ra ở trên thế gian này mà không còn cái cơ hội đó nữa. Thưa anh chị em, và vì vậy thưa cộng đoàn, cái bài học thứ nhất chúng ta có thể rút ra từ tin mừng và từ cuộc viếng mộ người thân chúng ta ngày hôm nay chính là hãy trân trọng mọi khoảnh khắc trong đời sống và hãy yêu thương khi còn có thể. Bởi lẽ thưa anh chị em, cái hối tiếc lớn lao nhất của một đời người, con nghĩ rằng đó chính là sự hối tiếc về những cái điều lẽ ra chúng ta phải làm mà chúng ta lại không làm cho những người đã ra đi trước chúng ta. Cái kinh nghiệm sau đây của hai người con sẽ cho chúng ta cảm nhận rất rõ cái điều đó. Người con thứ nhất đã kể như thế này: đi làm về, tôi ghé ngang cửa hàng mua hai hộp sữa, định bụng cuối tuần đem về quê cho mẹ. Mẹ tôi suy thận giai đoạn cuối, đang phải chạy thận cầm cự từng ngày. Vậy mà vì công việc bận rộn, vì hai đứa con đua nhau ốm, vì chồng đi công tác, cho nên 3 tuần trôi qua tôi vẫn chưa đem được hai hộp sữa về. Chưa hôm ấy anh trai gọi điện nói mẹ mất rồi, các em về chịu tang. Suốt 80 cây số đường về quê tôi không ngừng rơi nước mắt. Hai hộp sữa cứ chơ vơ ở đó, chỉ vì sự dùng dằng của tôi mà mẹ vẫn chưa được uống miếng nào. Bố mất rồi, mẹ cũng mất rồi, giờ tôi biết trở về với ai? Người con thứ hai chia sẻ như thế này: ngày 25 âm lịch bố gọi điện, khi nào thì cho các cháu về quê? Dạ khoảng 30 Tết bố ạ. À, về sớm đi chứ dịch căng lắm rồi, không khéo thì lại không về được đâu. Bố cứ yên tâm, nhẩn nha mấy bữa nữa con cho các cháu về. Nói thế rồi tôi vội vàng tắt máy. Không ngờ đó lại là cuộc gọi cuối cùng bố gọi cho tôi. Ngày 27 âm lịch bố bị tai biến, không nói được và liệt nửa người. Đúng 12 giờ đêm ngày 28, Sài Gòn bắt đầu lệnh phong tỏa. Bỗng dưng phía bên kia màn hình điện thoại vang lên tiếng gào khóc nức nở. Tôi phóng to lên để thấy cận cảnh. Tay bố buông xuống, mắt khẽ nhắm từ từ. Cả nhà bật khóc tức tưởi. Vào lúc người ta hạ quan tài bố xuống huyệt, chỉ vọn vẹn hai người, mẹ và em đứng xa xa, còn tôi thì chỉ có thể quỳ sụp xuống lạy tạ bố qua màn ảnh trong tiếng khóc nức nở. Mấy chục năm làm con bố, chưa bao giờ tôi cảm thấy day dứt và bất lực như lúc này. Cảm giác ấy khó có lời nào có thể miêu tả được. Có những im lặng khiến người ta thanh thản vì câu chuyện khép lại rồi, nhưng có những sự im lặng khiến người ta day dứt cả một đời, bởi vì ngay lời cảm ơn, câu tạm biệt cũng chẳng kịp nói, cái nắm tay hay một lần đưa tiễn cũng chẳng thể thực hiện. Thưa anh chị em,
cái kinh nghiệm đau buồn đó của hai người con trong những chia sẻ ở trên thêm một lần nữa khích lệ chúng ta hãy trân trọng mọi khoảnh khắc trong đời sống để rồi chúng ta khỏi hối tiếc buồn đau về những cái tháng ngày sẽ đi qua. Tuy nhiên thưa anh chị em, chỉ như vậy thôi thì liệu rằng đã đủ hay chưa? Mà nếu chưa thì chúng ta cần phải làm gì nữa? Trở lại với bài tin mừng, thưa cộng đoàn, chúng ta thấy trước khi đến thăm mộ Chúa, các chị em phụ nữ sống trong tâm trạng buồn sầu, tan khóc, lắng lo sợ hãi. Thì ngay sau đó Thánh Matthew đã cho chúng ta biết rằng các bà hớn hở vui mừng chạy về báo tin cho các môn đệ của Chúa. Cái điều đó có nghĩa là từ những người đau khổ buồn sầu bởi vì những mất mát, những tang thương, thì các bà đã trở về loan tin vui phục sinh và hy vọng là Thầy mình đã phục sinh rồi. Và từ một người cay cú uất hận, các bà đã trở thành người loan tin mừng của tình thương hóa giải hận thù. Thế thì thưa anh chị em, cái thái độ đó của những người phụ nữ để lại cho chúng ta điều gì? Đâu là cái thái độ chúng ta cần phải có? Đâu là cái tâm tình chúng ta cần mang lấy trong con tim, trong con lòng của mình mỗi khi chúng ta thăm người thân của chúng ta trở về với gia đình? Những cái lời chia sẻ sau đây của Linh Mục Hoàng Kim Toan sẽ cho chúng ta những cái định hướng cụ thể. Ngài đã viết như thế này: ngày tiễn đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi mới thấm thía nỗi buồn của mất mát. Ngày xưa hai chữ ấy thôi cũng nhắc lại cả một ký ức những ngày còn vui bên mẹ. Bây giờ nhìn tấm ảnh bát hương chiếc đèn, chợt nhận ra lòng mình bơ vơ nghe như lạc lõng. Ra nghĩa trang bao nhiêu lần tôi thấy những bước chân buồn không muốn nhấc. Tôi thấy những chiếc xe chạy mà chẳng biết đang đi đâu, bởi lòng chở đầy nỗi mất mát đau thương. Tuy nhiên mỗi lần như vậy, tôi lại gặp có những bước chân tìm đến thánh đường, nhà chầu thánh thể, dường như để sống lại những kỷ niệm nơi ấy, chỗ ấy, người thân yêu đã từng ngồi, đã ở đó để tham dự thánh lễ, đã thường dẫn các con vào nhà thờ lúc con còn thơ ấu. Những ngày đưa tiễn cha mẹ xong, gia đình lại có những giờ phút ngồi bên nhau trong giờ kinh tối. Tôi nhớ đến những ngày ấu thơ, anh chị em, mỗi đứa dành nhau ngồi vào lòng mẹ cha, tiếng đọc kinh hòa cùng tiếng xì sầm của con trẻ, những bàn tay lần hạt và những bàn tay mân mê đồ chơi của bé thơ. Tôi thấy lại biết bao nhiêu kỷ niệm mà giờ đây, chỉ khi cha hay mẹ mất, anh chị em từ nhiều nơi mới quy tụ lại như xưa, đọc giờ kinh tối. Những lúc này nhìn sang những đứa cháu, nhìn qua các anh chị em lại vẫn thấy những khung cảnh ngày xưa, tay lần hạt và những bàn tay nhỏ xíu mân mê đồ chơi. Tôi lại thấy tuổi thơ mình một thời đã sống, và tôi biết tôi phải sống những gì cha mẹ tôi đã sống. Tôi cần sống như mẹ cha tôi đã sống, để cha mẹ tôi được sống tiếp nơi phần đời của tôi và nơi các con cháu của tôi. Như vậy thì thưa anh chị em, sống những gì cha mẹ mình đã sống và sống như mẹ cha mình đã sống là cái điều chúng ta cần thực hiện sau khi rời khỏi nơi này. Để rồi như những người phụ nữ ra thăm mộ Chúa năm xưa đã trở về trong niềm vui và làm chứng cho tin mừng, chúng ta cũng trở về với cuộc sống bằng một cuộc đời tử tế trong những công việc tốt lành mà người đã ra đi khi còn sinh thời đã từng thực hiện cho mọi người, cho cộng đoàn này và cho chính chúng ta, để rồi họ có thể được tiếp tục sống nơi phần đời của chúng ta cũng như nơi thế hệ con cháu của chúng ta.